sướng hơn cái hôm đợt trước nhỉ. Sạch. Chờ nó cứ nhanh 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 nhanh. Đợt trước nó nhiều mỡ. Bây giờ là mình rửa nó mình ra để làm thời gian bẩn nó mình không sạch như thế này. Anh cái này năm nay phải thay này, không có thay rồi. Thay là đúng rồi gì nữa mà. Cái nào hỏng thay không hỏng thay. Tiền, có vay tiền nào. Để em mai em điện ngân hàng cho. Anh về đâu vậy? Con gái này. Quá ổn. Phải liều đấy, cơi lưới không bỏ gì cả. Đúng không?